Chào quý chị và các bạn, thì hôm nay chị sẽ quay thực tế một cái căn hộ 71m2, 2 phòng ngủ, 2 toilet của Emerald, dự án Seron City, quận Tân Phú. Đây là cửa sau khi mà chị đã đóng lại ha. Cửa này của mình là cửa gỗ an cường chống cháy nha. Nếu mà khi mở cửa thì mình sẽ có những cái mình có sử dụng thẻ từ bát. Thẻ từ và bát luôn. Ngoài ra có thể sử dụng phát cơ. Nếu mà khi mà anh chị đóng không chặt á, khi mà đi á, thì nó sẽ báo tiếng động, báo tiếng nó ồn á, là để cảnh báo cho mình là ở cái cửa mình chưa được khóa. Còn vô trong thì thiết bị điện sẽ bị giấu ở đây, công tắc của tất cả các khu luôn. Đây là vị trí khu vực bếp của mình. Bếp á, thì do đây là chủ nhà lúc trước là đã có cho thuê nên đâm ra họ làm hệ thống bếp đầy đủ luôn đó, để khách thuê họ có thể sử dụng được luôn. Đây là một cái căn gần bàn giao của chủ đầu tư ha. Người thuê chỉ gắn thêm đèn mấy quạt, đèn và quạt thôi. Và bây giờ là mình sẽ đi ra ban công. Từ ban công này á, hệ thống cửa lùa của mình cũng rất là chắc chắn, cách âm ha. Ở đây là khu vực để mình để cục nóng máy lạnh ha. Ban công của mình thì view trọn công viên nội khu rất là yên tĩnh, thoáng mát. Với công viên này á, buổi tối anh chị có thể là dẫn bé đi dạo nè, hoặc là đi bộ trong công viên. Đó, đây có cái khu barbecue gia đình và khu vui chơi cho bé. Hoặc là mình đi xa hơn về bên trong thì là khu hồ bơi, tiện ích ở khu trung tâm. Đó, có nhiều cũng có trò barbecue, đài nghỉ chân. Nói chung là buổi tối mình đi bộ trong nội khu là đã đầy đủ các tiện ích rồi. Ở đây có khu vực là vườn thảo mộc đó. Có đủ các loại như là gần, xả, chanh, vân vân. Để các anh chị và các bạn mình có thể là mình cũng có thể trồng nữa, cư dân mình cũng có thể trồng nữa, nên quý chị coi. Căn hộ ở đây á, thì cao khoảng 15 tầng, tầng 15 là thường là căn hộ duplex. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vô bên trong, đây là các phòng. Thì trước khi vào các phòng á, thì mình sẽ có một cái toilet dùng chung dành cho khách hoặc là dùng chung cho phòng ngủ thứ hai. Trang thiết bị vệ sinh này được bàn giao từ chủ đầu tư luôn, đầy đủ hết luôn, rất là mới. Còn đây là tre phòng ngủ chính thì đã được lót sàn gỗ rồi. Đây là toilet ha. Đây là toilet cho phòng ngủ chính, cũng bàn giao đầy đủ cho thiết bị vệ sinh luôn. Mình có thêm cả một cái bệ, một cái tủ kệ để các đồ vật dụng và bệ, sẽ khác với hệ phòng ngủ phụng chút. Phòng ngủ chính của mình thì đã được trang bị một cái máy lạnh Daikin. Đây là mình sẽ gắn các thiết bị điều khiển. Cửa thì mình chỉ cần lùa nhẹ qua là mình đã có thể đi vào. Thì ở bên này thì phòng ngủ lớn với lại phòng ban công thì view đặc sản ở đây là máy bay nha các bạn, rất là mát. Mình sẽ di chuyển vào phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai của mình thì đây. Sẽ có một cái cửa sổ ở đây thông ra ngoài với sân phơi.
rất là mát. Đây là ống sân phơi, cửa cũng rất là chắc chắn. Ở đây thì người ta đã đi sẵn đường ống rồi, mình chỉ cần đặt máy giặt ở đây đó, và có thể giặt giũ và làm dàn phơi phơi đồ ở đây. Ở đây là lấy gió, lấy gió rất là thông thoáng. Đây là thiết bị intercom, thì nếu mà quý chị quên mang thẻ hoặc là bạn bè hay gia đình thì mình có thể đi xe xuống hầm và nhấn gọi căn hộ ở trên đây reo, thì mình nhấn cái nút mở này để mà khách có thể vào được cửa từ phòng thang máy. Chị cũng đã giới thiệu với quý chị và các bạn một vòng căn hộ 71m2, 2 phòng ngủ, 2 toilet. Thì nếu quý chị quan tâm tìm hiểu thêm thông tin về căn hộ ở đây á, thì hãy liên hệ với Chi theo số điện thoại 0902611882. Ở đây có rất là nhiều loại căn hộ để quý chị và các bạn lựa chọn, loại một phòng 53m2 và 2 phòng ngủ 2 toilet, 71m2, 2 phòng ngủ 1 toilet 63m2 và 3 phòng ngủ thì là 104m2 đến 112m2. Ngoài ra thì còn nhiều cái khu khác nữa để quý chị và bạn có thể tìm hiểu thêm, thì hãy liên hệ với Chi nếu mà quý chị và các bạn quan tâm nhé. Thoát hiểm ha. Phòng cháy chữa cháy rất là thuận tiện. Đây là hành lang chung các căn hộ. Vị trí này thì có phòng rác, đây có cái khu thông gió thoáng mát. Đây là khu vực thang máy ha. Đây thì mình có tất cả một sảnh, thì mình có 4 thang.